khi mà mình lớn tuổi giống như cỡ làm bà ngoại đã 60 mấy, dĩ nhiên sức khỏe còn tốt mà mình chưa ngộ, mình còn vẫn sân si với con cháu, còn vẫn chấp, cỡ cái tuổi đó là chấp đầy luôn. Tại nhớ về cái thời hy sinh của mình cho con cái đó, là đứa nào chụp cái là hét liền phải không? Rồi nói chung là dễ tạo nghiệp nhất là cái tuổi đó. Khi ở cái tuổi bà ngoại mà còn picky á, mình dùng chữ khó tánh, mấy con dễ tạo nghiệp lắm. Đụng chút là la với hét. La hét là gì? Nẹt lửa tối ngày. Lửa đỏ nó sân si. Giận hờn con cái lẫy đồ. Thay vì đi làm mấy cái chuyện tạo nghiệp như vậy, mình làm chuyện công đức. Mình vừa giữ cháu ngoại cho mình, để con mình nó đi làm kiếm tiền, và thấy nhà hạnh phúc không? Thứ hai nha, để đứa cháu ngoại trong đâu cái phòng kế bên, mình vô mình đọc kinh kế bên cho cái đứa cháu ngoại mình nó nghe kinh luôn nữa. Tại vì mình dạy cái đứa cháu mình lúc nó còn nhỏ, tại vì đừng có tưởng là nó không biết nghe, nó nghe hết, nó nghe nó thâu vô hết. Đến khi mà nó lớn lên 15 tới 18 tuổi là tuổi dễ hư á, thì trong tiềm thức nó ít nhiều cũng có chữ A Di Đà Phật, nó không có làm mấy chuyện trớt hay là mấy chuyện tầm bậy, chứ không phải như là mình cứ nghĩ là mình tao đủ rồi, tao nuôi mày từ nhỏ tao đủ rồi, tao không muốn cực nữa, tao muốn đi chơi, tao muốn đi đây đi đó, mày đừng có đại tao nữa, đại khái chửi con mình. Mà trong khi nó làm lương ít mà nó mướn BBC là cũng 2.000 rồi, tiền đâu mà mày, má ơi má giữ con giùm con đi, má lấy 500 thôi. 500 hả? 500 đâu có đủ tao cúng dường cho mấy ông thầy. À, có không? Chuyện có không? Chứ bộ thấy ông chùa nhiều luôn á. Ông ngài nó đi vô neo đựng nhiều ta. Bữa nào mà bà ngoại mà không giữ con á là nó đâu có được đi làm. Mà gửi đứa nhỏ là hết tiền luôn. Tiền gửi đứa nhỏ với tiền má đi làm bằng nhau. Nên khi mình lớn á, mình phải tính sao vừa có lợi cho con mình, cho cháu mình và cho bản thân mình, rồi mình để lợi cho dòng họ con cháu mình một cái gọi là hiền từ. Còn hơn là mình ở đó, mình ở cái tuổi mà năm mấy 60 làm bà ngoại nghe, mà cứ la hét tối ngày á, không có nên. Sư phụ nói là thiệt á. Tôi gặp nhiều lắm rồi, quá trời luôn. À, trong đó có nhà mình nè. Tao ngoài. Ủa này quay phim lên nó kỳ. Bởi vì có máy camera khó nói. À có máy camera nói chuyện vui mới được. Nói chuyện là thiệt không à. Còn mấy chuyện vui mà tôi muốn nói là phải tắt mấy con này. Kệ nó cũng quay chứ quay. Hồi lúc mà tôi mở hãng 1993, lúc đó đứa con gái lớn à, hiện giờ nó 31 tuổi, lúc đó vừa mới sanh nó ra không đúng 9 tháng nữa, bả đi ngoại tình rồi bỏ sư phụ ly dị, thì phụ mới nuôi con, thì từ đó sư phụ hai cha con á mới đi ra mở cái hãng kênh đi tới ngày hôm nay, để nó trong cái nồi á, rồi sư phụ làm invoice, tại sư phụ biết làm quickbook invoice, rồi đi giao hàng thì cũng để con nằm lên ca xích phải không. Rồi chạy máy á, thì đứng máy chạy mà bỏ nó trong ốp phịch thì xa quá, mang nó lại luôn trong cái nồi á. Đứng máy chạy mà con biết trong cái hãng nhỏ, sửa hãng nhỏ là nó cái mùi dầu quá không. Ồ nó hôi. Cho nên đứa con gái lớn bây giờ á là chắc nghĩ là trong máu nó có dầu trọng. À hồi xưa vậy á. Hai cha con thì nhỏ lớn rồi, bữa nay thì vừa dẫn nó giới thiệu cho nó 31 tuổi rồi.